Xin chào quý vị và anh chị. Đây là chìa khóa của một chiếc xe trị giá mua mới khoảng 3 tỷ đồng. Và xin được giới thiệu với anh chị chiếc xe vừa mới được cập bến bên em. Chiếc Toyota Prado phiên bản VX sản xuất năm 2018. Với cái phiên bản này thì đã được thay đổi hoàn toàn so với phiên bản tiền nhiệm rồi. Nó đã sang trọng và hiện đại hơn rất nhiều anh chị nhé. Với những option em đánh giá là cực kỳ cần thiết. Rất nhiều anh chị cho rằng với cái tầm tài chính khoảng 3 tỷ thì sở hữu Prado là một sự lựa chọn không hợp lý vì nó không quá nhiều những option và cái sự thay đổi thì không quá nhiều. Nhưng mà rất nhiều những anh chị thì lại vẫn yêu thích cái sự tin cậy và bền bỉ đến mức gần như hoàn hảo của Toyota Prado. Và với cá nhân em thì cái mẫu xe Prado thì luôn luôn đem lại cho chúng ta rất nhiều những giá trị và đặc biệt là sự tin cậy và sự an toàn. Và đi kèm với đó là sự lành tính. Chi phí bảo dưỡng sửa chữa cho chiếc xe này thì gần như bằng không anh chị nhé. Chi phí sửa chữa gần như bằng không. Đó, vì đơn giản thôi. Với cái chi phí mà chúng ta bỏ ra hàng tháng thì gần như chỉ bảo dưỡng thôi. Với chiếc xe này vận hành khoảng 10 năm, thậm chí là hơn, mới thực sự cần phải sửa chữa anh chị nhé. Và với một cái mẫu xe hiện tại em đang chào bán với mức giá là khoảng 1,8 tỷ cho một chiếc xe sản xuất năm 2018, màu đen, nội thất màu đen và lăn bánh 9,5 vạn km full lịch sử hãng, rất mới anh chị nhé. Đó là một lý do khiến cho rất nhiều người tin dùng cái mẫu xe này vì sự khấu hao rất thấp và độ thanh khoản cực kỳ cao của chiếc Toyota Prado phiên bản VX. Mời anh chị cùng em ngắm qua một chút về phần ngoại thất chiếc xe đi. Một sự thay đổi hoàn toàn đến từ Prado rồi. Nó khác hoàn toàn so với phiên bản tiền nhiệm. Đó, anh chị có thể để ý đấy. Đầu tiên là bộ mâm nhé. Bộ mâm phiên bản này em đánh giá cực kỳ đẹp, nó rất sang trọng và hiện đại. Và đi kèm với đó là công nghệ sơn mâm, công nghệ sơn mạ thép anh chị nhé. Thực sự là những cái mẫu xe cao cấp mới được trang bị cái công nghệ sơn như vậy. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có hệ thống đèn có khả năng chiếu sáng rất tốt, hệ thống đèn bi LED đây anh chị nhé. Đó. Và bên ngoài hệ thống đèn xi nhan thì vẫn là halogen thôi. Nhưng mà em đánh giá halogen nó cũng rất là phù hợp với một chiếc Prado. Và phần cản trước anh chị có thể nhìn qua, nó rất là hầm hố, khỏe khoắn và thực sự là cơ bắp. Anh chị có thể nhìn thấy cái phần nắp capo đây. Đó, những cái chi tiết dập nổi, nó khiến cho xe trở nên cơ bắp hơn, khỏe khoắn hơn và thể thao hơn rất nhiều. Hệ thống đèn sương mù cũng vậy, rất đẹp luôn. Đó, một cái thiết kế mà em đánh giá là nó rất đẹp. Tuy là nó có phần vuông vức, có phần nam tính, nhưng mà thực sự sẽ rất nhiều người yêu thích cái form thiết kế này. Hệ thống đèn gắn trên gương cũng rất là đẹp nhá, tinh tế, nhỏ gọn. Và không thể không kể tới đó là hệ thống đèn sau. Đây, mời anh chị cùng em ngắm qua hệ thống đèn sau nhá. Nó nổi khối này với những chi tiết thực sự là to bản. Đi kèm với đó là những cái thanh mạ chrome rất là to bản anh chị nhá. Đó, một chiếc xe rất mới và được giữ gìn. Và ngoài ra thì chiếc xe được trang bị một số những cái tính năng đằng sau như cảm biến va chạm đằng sau với 4 cảm biến anh chị nhá. Và với một chiếc xe Prado như anh chị đã biết rồi, nó sẽ có hai dạng mở cốp. Đây, đầu tiên là chúng ta mở phần trên. Đó. Rất là hay ho, rất là xịn sò. Thực sự rất là tinh tế anh chị nhá. Đó, tiếp đến là chúng ta sẽ có cách mở cốp toàn bộ ở đây. Tất nhiên rồi, với một chiếc Prado thì chúng ta sẽ mở bằng cơ thôi anh chị nhá. Đó, những chi tiết nhựa này, những chi tiết nỉ hay là những chi tiết trần còn rất mới anh chị nhá. Gia chủ là một người cực kỳ giữ gìn. Đằng sau chúng ta sẽ có những cái cửa gió làm mát đằng sau này. Và đi kèm với đó đây, đó là điều chỉnh hàng ghế thứ ba bằng điện, rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là tinh tế anh chị nhá. Với một chiếc xe Prado thì nó luôn luôn đem lại chúng ta khoang hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi anh chị nhá. Đây, anh chị nhìn em giúp em này. Đó. Và anh chị nhìn thấy những chi tiết da ghế hay là những chi tiết phần táp ly có mới không? Đấy là một trong số những lý do mà khiến cho khách hàng luôn luôn yêu thích Prado VX. Đó, chúng ta sẽ có cửa gió làm mát độc lập cho hàng ghế thứ hai này, auto luôn. Đó, điều chỉnh được đầy đủ các chi tiết và chúng ta sẽ có thêm một cái cổng sạc ở đây nhá. Rất là hữu ích. Và với những chiếc Toyota nói chung và Prado nói riêng ấy thì hệ thống làm mát nó luôn luôn nổi bật anh chị nhá. Điều hòa auto 3 vùng độc lập. Và nói vui một chút, đó là khi ngồi trên chiếc xe này, chúng ta cần phải đắp chăn. Đó, cần phải đắp chăn. Và trang bị một số những option đi kèm thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có vô lăng bọc da cao cấp tích hợp nhiều phím bấm này, có cruise control. Đó, đèn auto rồi. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ không có nhớ ghế ba vị trí anh chị nhá. Đó, không có nhớ ghế đâu. Và vận hành chiếc xe này thì sao? Chúng ta sẽ có động cơ 2.7. Động cơ dùng chung nền tảng với những chiếc Fortuner và nó sẽ được tinh chỉnh một chút ở cái phần liên quan đến nạp nhiên liệu anh chị nhá. Đó. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí khá là sắc nét này.
màn hình tương đương khoảng gần 10 inch anh chị nhé. Đó, điều hòa auto 3 vùng độc lập rồi. Cần số thì dạng đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là dễ dùng. Đi kèm với đó là phanh tay cơ. Đó, một chi tiết em đánh giá là Brado làm rất tốt, đó là hệ thống làm mát ghế đây, sưởi sấy và làm mát ghế anh chị nhé. Ở đây chúng ta sẽ có hai cổng sạc này, và một cái chi tiết cực kỳ hay đó là hộp lạnh anh chị nhé. Đó, trong những chuyến đi xa mà chúng ta có hộp lạnh thì thực sự là cực kỳ hữu ích. Chúng ta có thể để nước này, để những cái đồ cần thiết vào đây. Và ngoài ra ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái tính năng em thấy đánh giá là rất là hay, đó là liên quan đến vận hành. Chúng ta sẽ có op ABS này, khởi hành ở vị trí số 2 này, và cài cầu điện tử anh chị nhé, cài cầu điện tử. Đó, chúng ta sẽ có H4L này, put này và L4L này, cầu nhanh cầu chậm đầy đủ. Một chiếc xe đem lại khả năng vận hành tuyệt vời. Ở thời điểm hiện tại với cái tầm tài chính khoảng 1,8 tỷ để sở hữu cho mình một cái mẫu xe Toyota Brado phiên bản VX sản xuất năm 2018, chạy 9,5 vạn km, em đánh giá đây là một con số rất hợp lý ở thời điểm hiện tại. Trước đây, cách đây khoảng 1 năm đi, thì muốn sở hữu chiếc xe này anh chị phải mất đâu đó khoảng hơn 2 tỷ đồng. Nhưng thời điểm hiện tại đây là một con số cực kỳ hợp lý. Và cái tính khấu hao đã nói rồi, nó rất là ít và độ thanh khoản cực kỳ cao. Anh chị quan tâm đến mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp với em để được lái thử và trải nghiệm cũng như nhận được những cái chính sách, những cái ưu đãi tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.